16 hôm đi Úc ngồi xuống đây về Úc đứng dậy che mất, che mất hết bông hết đồ. Cái đầu tiếp đi làm hết, chuyện đầu làm hết vàng rồi. Con và kẻ có tội khi nay và trong giờ lòng tự amen. Sáng lời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh
con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho bằng sự Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con nguyện thánh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, khi cha đến dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cha để chúng con sẽ chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho có sự giữ. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn con Leo và Maria được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem ấy mà Đức Chúa Trời sáng đang vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con ta cầu cho hai linh hồn Maria Hương và Lan và linh hồn Giuse. Lạy Cha chúng con đã trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chịu cám dỗ, như cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hồng mọi người nữ, và Giêsu con hồng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria và Đức Mẹ Chúa Trời lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng đáng vui vẻ vô cùng. Và cầu cho tất cả thân nhân trong họ chúng ta đã qua đời. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Và đọc kinh nghiệm dỗ. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ơi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ. Chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha tội phạt cho các lòng mà chúng con đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa cùng là thấy cho ra, mà đem đến chốn nước ngoài sự vui thật và nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai rối được, bởi Chúa con hẳn có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa con, những kẻ bản dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ bản dân người thay thay. Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa sáng tạo dậy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng mạnh vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em và hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy và xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa
cùng. Chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người. Cùng hàng gìn giữ con, hàng che chở con, làm cho ngôi hai xuống thế làm người. Chiều ngày chiều chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời. Cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, và đã cho phần xác con hay hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năm tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con, cũng cảm ơn như vậy. Chúng con chân thành lạy thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chở bỏ lời chúng con nguyện. Trong thời gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng loáng, hàng giữa chúng con cho khỏi sự sự lao mềm. Lạy Đức Thánh Trai tìm Đức Chúa Giêsu, xin xót chúng con. Lạy Trai tìm khởi thánh khởi tỉnh rất thánh Đức và Maria, đồng cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức bà Maria chọn đời lòng trên, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Nhân dân gia bà con và thánh thần an. Bây giờ mời bà con xuống để cho chị dạ. Cho chị dạ. Một câu xin cảm ơn phụng dưỡng cha của dì Tư, mẹ của dì Tư, Hảo rồi chị và chị cô ba, thế đã hy sinh cả bao nhiêu năm trời, thành xin cảm ơn Hảo. Thế rồi cuối cùng lại một lần nữa là cảm ơn khổ chủ Lệ Phong đã làm cho ngày hôm nay và mọi người được cảm giác hết cả, và cảm ơn hết cả mọi người đã đến để cầu nguyện cho ba mẹ của Phượng. Xin cảm ơn.